Chào các bạn trở lại. Chọn ngày lành tháng tốt, liệu mọi thứ sau đó có tốt hay không? Tốt hay xấu tùy vào phước đức nhân duyên mỗi người. Khải Toàn dành nhiều tâm tư biên soạn bộ lịch 2024 năm Giáp Thìn. Nội dung chính là xem ngày lành tháng tốt và phương pháp cải tạo vận mệnh. Các vị nào không đặt bộ lịch có thể xem online tại website. Chư vị nào không quan tâm đến ngày lành, hãy xem đây là một bộ lịch ngày âm và ngày dương kèm những lời khuyến thị. Với những vị tu tập sơ học, dụng theo phương pháp tu sửa tâm tánh trong 12 trang của mặt sau, trong 3 năm cá sẽ hóa rồng, thành tựu như sở nguyện. Khải Toàn xin trình bày tóm tắt về bộ lịch. Phần 1: Hướng dẫn xem ngày lành tháng tốt. Ngày có chữ màu đỏ hoặc là màu cam là ngày tốt với năm tháng hiện tại. Ngày có chữ màu đen là ngày có từ trường kém với năm tháng hiện tại. Tuy nhiên, tốt hay kém còn xem sinh thần bát tự của mỗi người. Giả dụ, người sinh mùa hè dư hỏa thiếu thủy. Ngày 12 tháng 1, 2024 dương lịch, nhằm ngày Ất Hợi có thủy, vừa tốt với mệnh, vừa tốt với năm tháng hiện tại. Tại cuối, mỗi trang góc phải, nêu mật mã từng tháng. Chi tiết hơn, mặt sau trang 1 có hướng dẫn chi tiết cụ thể. Ví dụ tuổi Tỵ Dậu Sửu, sinh tháng Giêng có sao hoa cái, mật mã chủ về sáng tạo tài hoa. Cũng tại mặt sau trang 1, hướng dẫn cơ bản về cách tìm dụng thần, tức là ngũ hành thiếu của mỗi lá số như thế nào, có bản tra tam hợp lục hợp. Hướng nhà Phạm Thái Tuế 2024 và 2025 là hướng Đông Nam. Trong năm 2024, hai hướng nhà tốt là hướng Đông và hướng Tây Nam. Tại mặt sau trang 2, hướng dẫn chọn số để phật mệnh, hướng dẫn cách chọn ngày lành cúng kiến, cách chọn nhà ở phù hợp với phong thủy. Nếu chưa bị lưu tâm ngày lành tháng tốt, đây là một bộ lịch bàn giúp chọn ngày lành tháng tốt. Tuy nhiên, khi ta giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, mọi ngày tháng trong năm đều là ngày tốt. Mời chư vị đón xem phương pháp cải vận ở 12 trang mặt sau. Khải Toàn xin cảm ơn.